Chào các bạn. Hình ảnh các bạn đang đón thính trên màn hình là bãi tắm ba trái đào nhìn từ trên cao. Thưa các bạn, mình cũng đi tắm nhiều nơi, đi vịnh Hạ Long nhiều lần. Nhưng cái tên bãi tắm ba trái đào thì hôm nay lên cái du thuyền này mới thấy hướng dẫn viên là nói tới. Và chiều hôm nay thì Hội đồng Hương Đất Mùi chúng tôi sẽ đi tắm ở cái bãi biển này. Bãi biển này là một bãi biển rất nhỏ và ở kẽ của ba ngọn núi, cho nên người ta mới gọi là ba trái đào. Các bạn đang đom thấy là từ xa xa nhìn thấy cái bãi tắm này, mà nghe nói rằng là bãi tắm này chỉ dành cho những tàu du thuyền và khách nước ngoài họ đến tắm, còn những khách trong nước thì rất ít khi hay là họ không đến đây tắm bởi vì nó thật heo hút. Và hôm nay nghe hướng dẫn viên du lịch và nghe tour trên thuyền thì chúng tôi sẽ phải đi từ cái tàu mẹ tới cái chỗ bãi tắm này chừng khoảng độ 20 phút nhé. Xuống du thuyền và đi một cái tàu con, từ cái tàu mẹ xuống tàu con là đi thì đến cái bãi tắm này. Và ở bãi tắm này thì mình cũng không tin, bởi vì mình cũng chưa đi bao giờ, chưa nghe bao giờ. Các bạn đi Vịnh Hạ Long chắc chắn các bạn đi du thuyền, các bạn có thể thấy là bãi tắm ba trái đào, nhưng hôm nay mình nghe tiếng. Và hôm nay thì trong cái tour du lịch này thì người ta nói là có cái chuyến đến tắm ba trái đào và khoảng độ 4 giờ thì hội đồng viên của chúng tôi sẽ được một cái tàu chở từ cái du thuyền tới cái bãi này. Và cái bãi đi như thế nào, ai tắm trên đó có đúng như họ quảng cáo hay không, thì mời các bạn hãy hướng đến màn hình xem hội đồng viên Ất Mùi chúng tôi đi tới cái bãi tắm ba trái đào, sờ đến và tắm ở cái bãi tắm này. Xin kính mời các bạn hướng lên màn hình. Nhanh lên xuống tàu đi các bạn ơi. Các cụ thấy không, bây giờ độ 15 giờ nhỉ, 15:30, bây giờ lại có một cái thuyền đến tận đây chở đi tắm mà không biết chở đi đâu nhá. Mẹ nó mà bán ra Trung Quốc là có thằng chết. Đây các bạn đang xem cái thuyền đây. 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 Các bạn thấy không, các cụ bây giờ đi tắm cái này đây. Chưa việc gì, nhìn cái bãi, nhìn cái này chưa làm gì cả. Không, nó bị ngay, anh ạ, chỉ tháng trẻ thôi. Không, tôi nói nha, ví dụ như báo, trông nó lạ quá. Kéo sông thở, mẹ mang lắm, mẹ ở nhà làm gì, đi làm gì, đi đâu. Đây, đây, mấy vị Tây này ra, mẹ cũng nóng lắm. Nóng rồi, tắm mới chứa. Thưa các bạn, hình các bạn đang nom đấy, mới ngủ một tí trưa mà các bạn đã nom thấy đã vật nhau đấy các bạn ạ. Rất khỏe nha, những cái tay mà thịt không có mà đã vật nhau ở giữa thuyền. Nghe nói là từ cái tàu mẹ, cái du thuyền này tới chỗ bãi tắm là khoảng độ 40 phút đến 50 phút các bạn ạ, nghĩa là khoảng độ 14 đến 15 cây số các bạn nhé. Các bạn đom rất nhiều du thuyền hiện nay cũng đang đậu ở cái vịnh này. Và nghe nói đây chính là vịnh Lam Hạ, mà ở chỗ này chỉ thấy có du thuyền đỗ chứ không có thấy những cái thuyền gỗ như ở bên Hạ Long mới đi sang các bạn nhé. Và bây giờ vẫn đợi còn một vài ngày nữa thì sẽ du thuyền sẽ rời bến. Bây giờ khoảng độ 3:30 đến gần 4 giờ thì các bạn ạ, mình cảm giác là khoảng độ gần 4 giờ kém rồi. Đấy, đôi là đôi cuối cùng xuống du thuyền, cái thuyền này đó nó sẽ chở tới cái bãi tắm ba trái đào. Nghe nói là cái bãi tắm ba trái đào này có một cái lịch sử và cái chuyện cổ tích, nhưng mà mình cũng không tiện kể nghe ở đây. Nhưng mà nghe nói rằng là nó nhỏ thôi nhưng rất đẹp, và chỉ có những du thuyền thì mới tới đây các bạn nhé. Du thuyền thì khách mới tới đây các bạn ạ.
nhiều cụ đã cởi quần áo từ nhà nhá, giờ đi tắm 30 độ rồi anh. 30 độ rồi. Cả cái tàu này chỉ có hội đồng niên và một hai đôi quốc Tây thôi, toàn bị hội ta hết. Còn Tây là chỉ tướng anh chết. Đây là trưa tối đấy nha, bao giờ phải tắt mặt trời nữa mới làm kia. Tối nay trên tàu thấy không? Tối nay thì mẹ chỉ sợ cái đồ thuyền này không có đồ thì không ngủ bãi bao. Hôm nay có nhiều đồ không? Đồ nếu mà chiều nay nhà mình mà muốn đi mua thêm hải sản thì cháu sẽ hỗ trợ. Nhà mình lái xuồng đi chiều đi chợ. Con tao biết nhưng mà tối nhất là về tối cà phê cà pháo các loại nước ngon để phục vụ bạn tao mẹ như đây. Nhớ nhà mình coi bạn tao như đây. Đấy. Con cháu bọn mày cứ lấy tiền thôi. Ăn sướng ăn đéo nhỉ. Tối có thay cái món gì khác không đây? Đồ ăn tối như hôm nay. Đồ ăn bữa tối ấy. Cái cải tiến một tí thì cái tối nay là đồ tây. Đồ tây thì tối nay là đồ tây. Buffet là hay là ăn theo set tại bàn được không? Set tại bàn còn chắc bắt đầu là từ salad này xong rồi súp xong salad rồi ăn thì súp xong súp rồi là đến hai món chính. Đến hai món chính là để tráng miệng, không bao gồm trong bữa của nhà mình thì bình thường là có nhưng mà với đoàn nhà mình là bên con sẽ tăng. Rồi. Thế tối là cà phê cà pháo đầy đủ. Cà phê cà pháo lúc nào cũng sẵn sàng. Nước hoa quả đầy đủ. Mọi thứ lúc nào cũng sẵn sàng. Cứ gọi là các bạn đấy phải. Có nghe không? Nghe thì nhà mình phải đặt. Đâu mà bọn mày phải có sẵn đi. Đặt đây đéo vui được. Nghe các bạn ạ. Nghe đây nó bọn nuôi khó lắm mẹ. Chỉ đông người chắc được. Ê, các bà no mà chúng ta làm thành nhưng mà no các bà nhá, mẹ cởi quần áo hết rồi cả. Đấy hùng cái này. Nhưng mà nhớ không ngọc thì như là các ông là như có đọc sách có hai sách này theo. Chỉ là không có gì. Sách này loại này không đưa loại này đưa vào ấy rồi. Nhà máy găng thép Thái Nguyên rồi sách đây. Bây giờ là tầm cỡ khoảng độ 16 giờ rồi nhá, gần 16 giờ rồi. Thời tiết bây giờ là 30 độ. Ở nhà đang mưa. Còn tôi đang... Đi trời đẹp này. Đúng rồi. Ở nhà các bạn thấy thời tiết không? À? Mưa to. Thế bọn tôi đang đi là chuẩn bị đến cái chỗ tắm. Con gái nó vừa báo, vừa mưa to lắm. Và từ cái tàu ấy, từ cái du thuyền đó thì đến cái chỗ tắm ấy là lại có cái thuyền nó chở. Đây, đây các bạn đang có thuyền nó đến chở này. Tàu ạ, đến nơi đến chốn nhá. Đây nào, nhớ đây. Các bạn đồng cái tay ngực nở chim sẻ đấy chưa? Đây. Dân dân Lào Cai đấy. Xóm tí đấy. Xóm tí ngực nở Lào Cai đấy. Đây. Tôi nhỡ nó rơi phải không? Là trên cái thuyền là các bạn đồng thấy là Tây đấy. Một đôi vợ hai, có hai đôi vợ chồng Tây. Và 15 phòng của 15 ông bà hội đồng niên Ất Mùi. Các bạn ạ, nghĩa là cái du thuyền đấy nhá. Nghĩa là mình nghe nói rằng là ở những cái du thuyền này thì 99% là Tây. Nhưng hôm nay thì cái du thuyền này có một cái lạ. Đây các bạn, Tây ôm nhau đấy các bạn ạ. Đấy, nó ôm nhau nhá, các bạn nó thấy sướng thế chứ. Đấy, chứ mình như Việt Nam, mình mẹ cứ ngồi cách xa đấy nó ngồi. Ban ngày ban mà nó ôm nhau thế này thì không biết ban tối thì kiểu gì, để hai đôi này ít tuổi lắm. Đấy các bạn nói mà. Và thưa các bạn, như mình vừa chia sẻ với các bạn là ở trong cái chuyến đi này của các ông các bà trong hội đồng niên Ất Mùi thì tất cả các thứ đều là lạ. Chưa đến bao giờ, chưa đi bao giờ, chưa ăn bao giờ, chưa ngủ bao giờ. Đấy là tiêu chí mà ban lãnh đạo hội đã đề ra để phục vụ các ông các bà hội đồng niên Ất Mùi
năm nay đã là 69 tuổi, có các bà quản hơn 70 tuổi và có bà trẻ nhất cũng đã là 65 tuổi các bạn nhé. Cho nên là chuyến đi này thì thưa các bạn cũng như là gần như là chuyến đi cuối cùng mà hội đồng niên đứng ra tổ chức các bạn ạ. Bởi vì đầu năm 2024, tức là tháng Giêng năm âm lịch ấy, thì hội đồng niên Ất Mùi sẽ không còn hoạt động nữa sau 30 năm hoạt động ròng rã. Bởi vì đến đúng 70 tuổi là hội sẽ dừng sinh hoạt. Cho nên những năm tháng cuối cùng khi còn thành lập hội này, ban lãnh đạo hội cũng như những hội viên đều rất muốn là tổ chức đi thăm thú nơi này nơi kia, mang tính chất hội cho nó vui vẻ. Thưa các bạn, đi du lịch thì gia đình nó khác, nhưng hội lại có cái khác nữa, đặc biệt là hội đồng niên thì lại cái khác, càng khác. Bởi vì chúng ta, những người đi trong này cùng một trang lứa, mày tao chí tớ vẫn được các bạn nha. Cho nên rất là vui. Các bạn cứ khái niệm 15 đôi vợ chồng thuê 15 phòng ngủ, tối lên bong chơi thì tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy chưa, mẹ sống mẹ mạnh lắm mẹ. Ôi, thấy chưa? Đang đi trên tàu, đang đi trên tàu ra biển nhưng mà sống mạnh lắm. Mười phút nữa. Làm thành thích lắm rồi nhỉ. Cảm giác này chưa thấy, chưa thấy cảm giác làm thành như là. Ừ. Như cách đây 17 năm. 17 năm rồi đấy. Đấy các bạn, nó mới xa xa kia là cái bãi tắm đấy. Ấy, nó khuất một cái hoàn đảo bên tay phải nha các bạn nhá. Còn đây là cái lối vào kẽ thôi, còn ở bên tay phải là rất rộng đấy. Thuyền này bây giờ đang coi như tắt máy, nó cứ đang trôi từ từ vào đấy các bạn ạ. Bây giờ tầm cỡ khoảng độ hơn 4 giờ, nghĩa là nó đi mất tầm cỡ khoảng độ 45 phút. Các bạn ạ, nghe nói là khoảng độ 15 đến 16 km từ cái tàu mẹ mới đến cái bãi này. Và kia các bạn nom, mình nom xa xa là đã có một nhóm rất rất đông, khoảng độ vài chục người tắm nha các bạn nha. Đây có một cái thuyền này, có thuyền nó cũng như tất cả hành trình cũng giống như cái tàu của mình này, nó cũng là một cái thuyền con của một cái du thuyền, và nó chở cái du khách trên cái du thuyền đó đến để cái bãi Ba Trái Đào để tắm. Nhưng mình vừa chia sẻ các bạn là chỉ có những du khách trên du thuyền mới đi để tắm. Thế cho nên cũng có một cái lạ như vậy. Mình nói như vậy chắc chắn là các bạn cũng đã hiểu rằng là các bạn đi du lịch bình thường thì chưa đến đây được đến đây tắm bao giờ. Du lịch ví dụ như là đi trên tàu gỗ thì họ cũng không đến đây, mà chỗ này chỉ dành cho du thuyền. Mà để mình, người ta nói là toàn Tây thì mình quay cho các bạn xem đúng không. Thưa các bạn, chỗ kia là toàn Tây, mình zoom máy các bạn xem nha. Toàn Tây các bạn ạ, không phải người Việt Nam. 2, 4, 6 Tây các bạn ạ. Và bây giờ hội chuẩn bị xuống cái bãi tắm này các bạn nhé. Đây là đặc Việt Nam Alamit các bạn ạ. Mà chắc Tây nó phải ngỡ ngàng vì nó các bà già thế này rồi mà cũng đi biển các bạn. Có những bà xích xoăn 70, 71 đây các bạn nhé. Đây các bạn, nó mà hội đang chuẩn bị, ở đây họ chuẩn bị rất chu đáo, ghế lên xuống, khăn tắm, nước rửa chân rửa tay cho du khách các bạn nha. Đây các bạn nó là đây có cái bậc ghế xuống để cho các bà xuống tắm đấy, để mình lìa máy qua quãng mấy cái bà Tây đấy các bạn. Đây phụ nữ Tây đẹp không, nhưng mình không dám ra vì quay sợ nó quánh chết các bạn nha. Đây là với các bà nom Tây mông như thế, thế còn người Việt thì đấy, là người Việt đây các bạn nào này, đây là một ông đi trước đấy, có 21 đốt sống lưng các bạn ạ. Cái bà đi sau này không cởi áo, đấy cởi áo thì cũng đếm được 21 đốt sống đấy. Còn tây này các bạn rồi, úi chà 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 đấy, mình đứng trên tàu mình quay các bạn nhé. Lễ hội đang bắt đầu bước xuống tàu mà mình bắt đầu. Thưa các bạn, mình vừa đi này vừa quay là nó rung lắm các bạn ạ. Đúng thật các bạn ạ, mình chưa nom thấy người Việt Nam.
các bạn nhé, toàn Tây thôi các bạn ạ. Còn những người Việt Nam chỉ là những người đi hỗ trợ thì các bạn nhé. Đây hai mẹ này Ấn Độ các bạn ạ. Mình quay đây nó ngứa mặt chứ nếu quay lại nó thấy nó không cho quay các bạn nhé. Đây các bạn nó toàn Tây thôi, Tây lông thôi. Đúng là lạ, hôm nay chỉ có Việt Nam đông như thế, ba mười mấy người mà lại toàn già. U70 bên nó là có khi chết rồi các bạn ạ, mà không đi được nó nặng nề. Nhưng mà U70 Việt Nam 69-70 các bạn người ta vẫn như chim chích như các bạn không? Thế không ạ? Ấy nó không nghĩ rằng là bọn mình các bà kia U69-70 đâu các bạn nhé. Và nó vẫn tưởng rằng chỉ U40 thôi. Còn các ông thì không nói nhỉ. Nó cũng không nghĩ rằng là bọn mình U70, cho nên có mấy thằng Tây đấy mình mới nói là U17 đấy là nó bỏ, nghĩa là tôi đã 70 tuổi là nó giơ thành ngón tay cái, nó còn bắt tay nha. Đấy. Đây là chỗ này đấy. Rất biển rất đẹp. Ở chỗ này các bạn nó thoai thoải. Thoai thoải nghĩa là ra rất xa nhưng mà nó vẫn không có sâu. Và nghe nói là ở cái bãi biển này có đặc biệt là chỉ tắm được khoảng độ từ 2 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều. Bởi vì tí lát nữa là sẽ ngập cái bãi cát này, không tắm được. Đấy, có một điều đặc biệt như vậy. Cho nên là cái hội đồng niên mình thì mình nghe nói như thế. Đến 5 giờ là nó trên nước cái đầy lên, thủy chiều lên mà nó ngập là ngập bãi cát thì không tắm nữa. Cho nên tắm chỉ được từ 1 giờ chiều, 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, nghĩa là 3 tiếng nó buổi chiều, buổi sáng. Thì là nó lại ra ngoài quá. Đấy các bạn ạ. Ở đây mình đang quay để cho các bạn xem hình ảnh Tây đấy nha các bạn nha. Đây mình quay là mình cũng quay giả vờ để lấy hình ảnh thôi chứ mình không dám quay trực diện bởi vì người ta không thích quay phim. Các bạn hiểu ý mình nói, người ta không thích quay phim. Đây là cái chuyến tàu này, bây giờ bọn nhóm Tây thì họ lên tàu đấy các bạn ạ. Bây giờ thì lo gì? Đây như cái nhóm này là một cái thuyền đấy phải không? Nhóm Tây này. Ừ. Các bạn nói không, Tây nó từ 9.000 cây số nó mới đến đây. Ở nhà có 90 cây không thể nào đi, nói thật chứ. Vứt gì? Một tiền là tiền không phải mất nhá. Mỗi tao đi tiền không mất tiền. Có tiền đài tọa nhá. Nó là mười mấy nghìn cây nhá, mười mấy nghìn cây họ đến. Mà ngay đây bọn tao 90 cây họ đến. Hết tức chứ. Bảo người ta đi thì vui sướng, mình đi thì nước con mèo rất nước. Nước mục thôi. Nhất bảo ông chưa biết cái này. Không đi thì cảm giác có lạ nó sướng thì bà kia yên tâm. Bà năm đôi làm sao có cứ bóng vẻ. Đúng rồi, nếu không thì không bao giờ được. Quay cái chân cái cổ làm gì? U70 nhưng mà thịt vẫn còn nhiều, bán bóc hàm vẫn tốt. Quay chúng tôi để ở bán bóc hàm. Để nhau mẹ. Quay nó to ghê đi. Này này các bạn nôm này còn bướm này nhưng mà máy còn tin lên một máy. Đấy. Một đàn bướm xinh em. Bướm bướm đằng sau vẫn có thịt thằng cũng còn vẫy cánh nhá đấy. Ơi vẫy cánh đây 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 đây. Còn đây đây còn mấy con im mấy kia chết rồi. Con im mấy kia chết. Mẹ. Đây. Về làm gì? Về chỉ có nhắm thôi mà. Nhắm tức là đón bình minh, đón hoàng hôn trên đỉnh tàu. Không tối cơ mà, chiều tối mới ai. Các bạn nào đây là ông này là hai lần trẻ con. Ngày xưa cũng thế này, bây giờ lại nghịch đất đây đây. Ông mẹ đây, ông mẹ. Ông đây, nó như tôm luộc cái này. Hai lần trẻ con đấy. Đây, đây là kính nhân ngầm. Vừa đây, giờ lại ra nghịch đất đây.
Cháu ơi, chưa về ăn cơm nhá. Hai lần trẻ con. Thưa các bạn, trên đây là những hình ảnh mà các bạn đã mục sở thị Hội đồng nhân Ất Mùi 1955 các cùng các ông các bà ra tắm ở bãi tắm Ba Trái Đào, Vịnh Hạ Long. Mình xin kết thúc video tại đây và mình sẽ lồng một bài hát để các bạn ngắm những cảnh hội đồng nhân tắm ở bãi biển Ba Trái Đào thêm một chút nữa. Và thay cho lễ kết, Mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Và video tiếp theo, mời các bạn hãy xem rằng với tiêu đề Hoàng hôn trên du thuyền 5 sao Hạ Long. Một lần nữa xin kính chào các bạn.